Xin chào tất cả các con, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Vũ Thị Hằng, giáo viên trường mầm non Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Các con ạ, trong thời gian kỳ chống dịch Covid, cô và các con phải xa nhau, nên chúng mình không thể đến trường để học tập và vui chơi cùng nhau được. Vì vậy, cô muốn dành cho các con một điều thú vị và bất ngờ đấy. Chúng mình có biết đây là gì không nhỉ? À đúng rồi, đây là một chiếc thuyền bằng giấy đấy. Là nguyên vật liệu để gấp một chiếc thuyền là một tờ giấy hình chữ nhật. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con gấp chiếc thuyền bằng giấy để chúng mình cùng chơi trong thời gian nghỉ chống dịch nhé. Để gấp được chiếc thuyền giấy, đầu tiên chúng ta sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Một tay giữ nhân giấy, một tay nhét theo đường nếp gấp. Ta được một hình chữ nhật. Gấp đôi tờ giấy. Một tay giữ theo đường nhấp giấy, một tay liếc theo đường nhấp giấy. Ta được một hình chữ nhật nhỏ hơn. Mở tờ giấy ra, ta được một lớp gấp chính giữa. Ta gấp một góc bên trái vào đường chính giữa. Một tay liếc theo đường lớp gấp. Ta được một hình tam giác. Ta gấp một góc bên phải vào đường chính giữa. Một tay niết theo đường nếp gấp. Ta được thêm một hình tam giác. Ta gấp một mép giấy ở dưới lên trên và niết theo đường nếp gấp. Lật ngược tờ giấy, ta gấp mép tiếp theo và niết theo đường nếp gấp. Luồn tay vào bên trong. Khi chỉnh sửa, ta sẽ được một hình vuông. Bước tiếp theo, ta gấp một góc vuông lên phía trên. Một tay niết theo đường niết giấy. Lật ngược tờ giấy, ta gấp mép còn lại. Một tay niết theo đường nếp gấp. Ta được một hình tam giác. Luồn hai tay vào trong. Niết theo con đường nếp gấp. Ta được một hình vuông nhỏ hơn. Cuối cùng, ta lấy hai tay mở theo hai góc vuông. Và chỉnh sửa, ta sẽ được một chiếc thuyền. Để chiếc thuyền đứng được, ta luồn tay vào bên trong phía bên dưới. Vừa rồi cô Hằng đã hướng dẫn các con gấp được chiếc thuyền bằng giấy rồi đấy. Các con ạ, trong những ngày nghỉ chống dịch, các con nên cùng bố mẹ, người thân gấp chiếc thuyền giấy thật đẹp và chơi thả thuyền nhé. Cô Hằng chúc các con trong thời gian nghỉ chống dịch vui vẻ, an toàn và bổ ích. Tạm biệt các con.